Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha là đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy, và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật cho các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta vẫn thường tham dự bàn tiệc thánh thể, ít nhất là vào ngày Chủ nhật. Ta coi đó là chuyện bình thường do lòng tin, lòng đạo đức của mình. Thế nhưng mà nhiều khi chúng ta quên mất rằng trong thói quen đơn giản ấy còn có Thiên Chúa là Cha của Đức Giêsu Kitô. Chẳng ai đến được với tôi nếu Chúa Cha là đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy. Nói cách khác, Chúa Cha là đấng chủ động đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu, thúc giục chúng ta tin theo và con một của Ngài. Ngài còn căn dặn: đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người. Các ngươi hãy vâng nghe lời người. Chúa Giêsu con yêu dấu ấy là con đường đưa chúng ta đến với Chúa Cha trên thiên đàng, bảo đảm cho chúng ta hạnh phúc vô cùng quý giá. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức tin không chỉ là sự đồng ý của trí tuệ con người trước những chân lý Thiên Chúa mặc khải, mà đó còn là những hành động con người phó thác chính mình cho Thiên Chúa là Cha và gắn bó với Ngài luôn mãi. Bởi họ nhận biết lòng yêu thương của Thiên Chúa dành cho, nhất là ưu ái ban cho con người đức tin. Như Chúa Giêsu đã nói, không ai đến được với Ngài nếu Chúa Cha không lôi kéo họ, thì đức tin vào Chúa Giêsu Kitô là một hồng ân Thiên Chúa ban cho con người. Thánh Phaolô đã khẳng định như thế: nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ. Đây không phải bởi sức anh em mà là một ân huệ của Thiên Chúa. Nói cách khác, đức tin đem lại ân huệ của Thiên Chúa. Đón nhận đức tin là đón nhận ơn ban của Thiên Chúa. Thì như thế, đức tin đòi ta phải đáp đền ơn Chúa ban, làm phát sinh lòng vâng phục Thiên Chúa nơi chúng ta. Vì vâng phục chính là kết quả của đức tin. Càng tin vào Thiên Chúa, ta càng vâng theo lời Chúa dạy. Và như vậy, đức tin, ân huệ và vâng phục không thể tách rời nhau. Chúa Cha lôi kéo chúng ta đến với Chúa Giêsu, nhưng không làm chúng ta mất tự do. Nếu trân quý đáp lễ theo sự lôi kéo yêu thương của Ngài, thì chúng ta đi vào một mối tương quan mới, đầy hạnh phúc, nhưng cũng không thiếu thách đố. Hạnh phúc vì được kết bạn với một vị Chúa cao cả, với trái tim nhân hậu,
Thách đố vì theo Ngài là phải chấp nhận từ bỏ chính mình, đối nghịch lại tính xác thịt cố hữu của chúng ta. Cho nên mỗi người chúng ta luôn phải cố gắng ý thức để rồi chúng ta, đời sống chúng ta luôn nối kết với Chúa, với tình yêu của Thiên Chúa qua Chúa Cha, để rồi chúng ta được Chúa Cha dẫn chúng ta đến với Chúa Kitô, giúp mỗi người chúng ta ý thức trọn vẹn hơn trong đời sống hàng ngày của mình, nhất là khi chúng ta được Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thể nuôi sống chúng ta, giúp mỗi người chúng ta ý thức để rồi chúng ta cùng sống trong tình yêu của Thiên Chúa Cha với Đức Giêsu, và nhất là những người trước đây, các thánh, các ngài cũng đã từng nối kết với Chúa Cha và Chúa Giêsu vì các ngài đã tin vào tình yêu của Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta ý thức hơn trong đời sống hàng ngày, để rồi từ đó mà chúng ta luôn luôn được Chúa Cha, Chúa Giêsu và Thánh Thần yêu mến chúng ta.